Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Thỏa thuận mở rộng khối BRICS gặp trở ngại vì chia rẽ. Thỏa thuận để mở rộng khối BRICS gồm các nước đang phát triển gặp trở ngại trong cuộc thương thảo tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Tư, cản trở tham vọng của khối để có thêm ảnh hưởng trong các vấn đề thế giới. Thỏa thuận để mở rộng khối BRICS hiện nay gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng và Nam Phi, có thể cho phép hàng chục nước gia nhập khi Bắc Kinh và Moscow muốn đưa khối trở thành đối trọng với Tây Phương. Cuộc tranh luận về mở rộng được đưa lên đầu nghị trình tại hội nghị thượng đỉnh 3 ngày đang diễn ra ở Johannesburg. Trong khi tất cả các thành viên công khai bày tỏ ủng hộ mở rộng khối, vẫn còn chia rẽ giữa các lãnh đạo về số lượng và tốc độ mở rộng. Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Naledi Pandor hôm thứ Tư cho hay, các lãnh đạo BRICS đã đồng ý cơ chế để xem xét thành viên mới. Tuy nhiên, một viên chức nước thành viên BRICS cho biết các lãnh đạo chưa ký khuôn khổ gia nhập. Thỏa thuận lẽ ra được thông qua theo sau phiên họp toàn thể hôm thứ Tư, nhưng bị hoãn lại sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra tiêu chuẩn gia nhập mới. Khi được hỏi về sự trì hoãn, một viên chức Ấn Độ cho hay cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Trung Cộng lâu nay kêu gọi mở rộng BRICS nhằm củng cố trật tự thế giới đa cực để chống lại sự thống lĩnh của phương Tây. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Tư nói rằng thế giới bước sang giai đoạn hỗn loạn và chuyển biến mới. Các quốc gia BRICS phải luôn ghi nhớ mục đích của khối là củng cố sức mạnh thông qua sự đoàn kết. Phi cơ cho lãnh đạo lính đánh thuê Prigozhin rơi xuống đất tại Nga. Dữ liệu theo dõi chuyến bay đã cho thấy chiếc phi cơ Embraer Legacy được cho là chở lãnh đạo lính đánh thuê Prigozhin không có dấu hiệu trục trặc cho đến khi bất ngờ giảm độ cao trong khoảng 30 giây cuối cùng. Và cơ quan hàng không Rosaviatsia của Nga cho biết rằng ông Prigozhin là một trong 10 người có mặt trên phi cơ rơi xuống đất. Phi cơ đang trên đường đi từ Moscow đi St. Petersburg khi nó rơi xuống gần làng Kuzhenkino ở khu vực Tver. Và ông Ian Pechenik thuộc trang web theo dõi chuyến bay Flyradar 24 đã cho biết là lúc 3 giờ 19 phút chiều giờ địa phương thì phi cơ này đã bất ngờ lao xuống theo phương thẳng đứng. Trong vòng khoảng 30 giây, phi cơ đã giảm hơn 2.400m từ độ cao hơn 8.500m. Và ông Pichinik đã nói là sự việc này xảy ra rất nhanh. Trước khi bất ngờ giảm độ cao, đã không có dấu hiệu nào về bất kỳ trục trặc nào với chiếc phi cơ này. Đoạn video này cho thấy rằng phi cơ lao xuống nhanh, với mũi phi cơ gần như lao thẳng xuống và để lại một cục khói phía sau. Các nhà điều tra đã mở cuộc điều tra hình sự để xác định xem chuyện gì đã xảy ra. Và truyền thông Nga dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết rằng họ nghĩ là phi cơ bị bắn hạ bằng một hoặc nhiều hỏa tiễn đất đối không. Và nhà sản xuất phi cơ cho biết rằng họ không cung cấp bất kỳ dịch vụ hay hỗ trợ nào cho chiếc phi cơ này trong những năm gần đây. Và một nguồn tin thân cận cho biết là trên trang Flyradar24 thì phi cơ này được xác định là chính là chiếc phi cơ đã chở ông Prigozhin sang Belarus sau cuộc nổi loạn hồi tháng 6. Nhật Bản bắt đầu xả nước từ nhà máy điện Fukushima ra biển. Nhật Bản hôm nay bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, một quyết định gây tranh cãi khiến cho Trung Cộng công bố lập tức cấm toàn bộ hải sản nhập cảng từ Nhật Bản. Một viên chức hải quan Trung Cộng cho hay, Trung Cộng lo ngại về nguy cơ nhiễm phóng xạ từ các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp từ Nhật Bản xuất cảng sang Hoa Lục. Được chấp thuận cách đây 2 năm bởi chính phủ Nhật Bản và được cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc đồng ý tháng trước. Việc xả nước là một bước quan trọng trong quá trình kéo dài và khó khăn để tháo dỡ nhà máy Fukushima Daiichi sau khi nó bị sóng thần phá hủy. Công ty điện lực Tokyo, chủ quản nhà máy Fukushima cho hay xả nước bắt đầu lúc 1 giờ chiều theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Trung Cộng hôm nay nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của họ với kế hoạch xả nước này, và cho rằng chính phủ Nhật Bản không chứng minh tính hợp pháp của việc xả nước ra biển. Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng phía Nhật Bản không nên gây tổn hại thứ cấp cho người dân địa phương và thậm chí người dân trên thế giới vì quyền lợi ích kỷ của Nhật Bản. Đáp lại, Tokyo chỉ trích Trung Cộng vì lan truyền cáo buộc vô căn cứ về mặt khoa học. Nhật Bản khẳng định việc xả nước ra biển là an toàn. Nhắc lại, cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cũng kết luận rằng tác động đối với con người và môi trường là không đáng kể. Bắc Hàn công bố cuộc phóng vệ tinh do thám mới nhất, thất bại nhưng sẽ phóng tiếp.
Cuộc phóng thử thứ nhì để đưa vệ tinh Do Thám lên quỹ đạo thất bại hôm nay sau khi hỏa tiễn đẩy bị trục trặc ở tầng thứ 3, nhưng cơ quan không gian công bố sẽ phóng lại trong tháng 10. Cuộc phóng đầu tiên hồi tháng 5 cũng đã kết thúc trong thất bại khi hỏa tiễn Solima One mới đã rơi xuống biển. Và cuộc phóng lúc sáng sớm diễn ra trong khoảng thời gian 8 ngày mà Bắc Hàn công bố dự tính phóng vệ tinh. Nói về cuộc phóng hôm nay thì hãng thông tấn KCNA cho biết tầng 1 và 2 của hỏa tiễn hoạt động bình thường, nhưng cuộc phóng bất thành do trục trặc trong hệ thống khai hỏa khẩn cấp trong chuyến bay của tầng thứ 3. Và quân đội Nam Hàn cho biết họ theo dõi chuyến bay từ khi nó phóng tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở Bắc Hàn và kết luận là cuộc phóng này thất bại. Nam Hàn cũng đang tìm và trục vớt bất kỳ mảnh vỡ nào. Và cuộc phóng vệ tinh đã dẫn đến cảnh báo khẩn cấp ở Nhật Bản lúc khoảng 4 giờ sáng. Khuyến cáo cư dân ở tỉnh Okinawa là tìm nơi trú ẩn. Và khoảng 20 phút sau khi báo động thì chính phủ Nhật Bản đã có phát đi thông báo và nói rằng hỏa tiễn đã bay qua và hủy cảnh báo khẩn cấp. Trong cuộc họp báo, Tổng thư ký nội các Hirokazu Masuno nói là các cuộc phóng hỏa tiễn liên tiếp là mối đe dọa cho an ninh khu vực. Và ông cũng cho hay rằng các bộ phận của hỏa tiễn rơi xuống Hoàng Hải, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Đài Loan đề nghị chi 3 tỷ Mỹ Kim mua vũ khí mới. Đài Loan sẽ chi thêm gần 3 tỷ Mỹ Kim để mua vũ khí trong năm tới, trong đó có chiến đấu cơ để củng cố phòng thủ trước Trung Cộng. Tổng thống Thái Anh Văn hôm thứ Hai công bố tổng dự tính chi tiêu quốc phòng năm 2024 sẽ là gần 607 tỷ đô la Đài Loan, tăng 3.5% so với năm trước. Khoảng một nửa trong số hơn 94 tỷ đô la Đài Loan chi tiêu bổ sung sẽ dùng để mua chiến đấu cơ, và phần còn lại sẽ dành cho củng cố phòng thủ hải quân. Hoa Kỳ hôm thứ Tư chấp thuận bán vũ khí trị giá 500 triệu Mỹ Kim cho Đài Loan, gồm có hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng hồng ngoại cho chiến đấu cơ F-16 cũng như thiết bị khác. Thứ trưởng Quốc phòng Bách Hồng Huy, Po Hong Hui cho biết hệ thống tìm kiếm và theo dõi tương tự hệ thống sử dụng trên chiến đấu cơ F-35 và F-22. Hệ thống này sẽ giúp phát hiện chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Cộng ở eo biển Đài Loan trong tương lai. Nó sẽ cho phép Đài Loan ngăn chặn hoạt động trên không của Trung Cộng hiệu quả hơn. Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ lập tức hủy kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan. Ngân sách quốc phòng phải được Quốc hội Đài Loan chấp thuận. Chi tiêu quốc phòng cho năm tới sẽ chiếm 2.5% GDP. Và Thái đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội để lực lượng vũ trang đủ khả năng đối phó với Trung Cộng, như nâng cấp chiến đấu cơ F-16 và chế tạo tàu ngầm. Nguyên mẫu tàu ngầm đầu tiên sẽ được công bố tháng tới như dự tính. Ấn Độ nay trở thành quốc gia đầu tiên đáp xuống cực nam của mặt trăng. NASA chúc mừng Ấn Độ vì làm nên lịch sử sau khi trở thành quốc gia đầu tiên mà đáp xuống cực nam của mặt trăng, trong khi phía Nga và Trung Cộng vẫn im lặng. Ấn Độ thành công trong khi các nước kia thì thất bại. Tuần trước thì Nga thực hiện nỗ lực tương tự nhưng phi thuyền rơi xuống bề mặt mặt trăng, trong khi NASA và Trung Cộng nhiều năm nữa mới thực hiện nhiệm vụ tương tự. Phi thuyền Chandrayaan của Ấn Độ đáp xuống lúc 8 giờ 34 phút sáng theo giờ địa phương vào ngày hôm qua, và các khoa học gia không gian đang theo dõi ở thành phố Bengaluru ở miền nam Ấn Độ reo hò và vỗ tay tán thưởng. Phi thuyền đáp xuống cực nam vượt qua Hoa Kỳ, Trung Cộng và cả Nga trên đường đến khu vực ít được biết đến. Cực nam là nơi mà các nhà khoa học tin là có thể có nước đóng băng và nguyên tố quý hiếm. Nhiệm vụ thành công của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ đánh dấu Ấn Độ nổi lên là một cường quốc không gian khi chính phủ thúc đẩy đầu tư vào các cuộc phóng không gian tư nhân và ngành kinh doanh liên quan dựa trên vệ tinh. Chandrayaan sẽ làm nhiệm vụ trong 2 tuần và thực hiện một loạt những thí nghiệm như phân tích quang phổ của thành phần khoáng chất của bề mặt mặt trăng để xác định có nước hay không. Và bên phía tổ chức này cho biết rằng chương trình thám hiểm không gian của Ấn Độ đạt được cột mốc đáng kể khi nhiệm vụ đáp xuống bề mặt mặt trăng này. Và thành tựu này là một bước tiến quan trọng cho khoa học, kỹ thuật, công nghệ, công nghiệp của Ấn Độ, biểu tượng của tiến bộ của đất nước trong thám hiểm không gian. Tân Thủ tướng Cambodia công bố tầm nhìn tham vọng. Thủ tướng Hun Manet hôm nay cam kết đưa Vương quốc trở thành quốc gia thu nhập cao trước năm 2050, trong khi tăng cường an ninh lương thực và tiếp cận chăm sóc y tế.
nhưng không cho biết kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu tham vọng này. Các nhà lập pháp chuẩn thuận ông Hun Manet, trưởng nam của ông Hun Sen, làm thủ tướng mới hôm thứ Ba, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực kiểu triều đại sau cuộc bầu cử tháng trước. Đảng Nhân dân Cambodia CPP giành được 120 trong số 125 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 7. Cuộc bỏ phiếu bị lên án là giả tạo sau khi đảng đối lập chính bị cấm tranh cử. Trong cuộc họp nội các đầu tiên hôm nay, ông Hun Manet cam kết cải cách kinh tế toàn diện để đưa Cambodia trở thành quốc gia thu nhập cao trước năm 2050. Ông nói rằng 25 năm tới sẽ là một chu kỳ mới đối với Cambodia. Ngân hàng Thế giới định nghĩa các quốc gia thu nhập cao là những nước có thu nhập quốc dân GNI tính trên đầu người từ 13.846 đô la trở lên. Theo dữ liệu của ngân hàng, GNI trên đầu người của Cambodia là 1.700 đô la năm ngoái. Ông Hun Manet cho biết chiến lược mới bao gồm cải thiện y tế và giáo dục cũng như giải quyết khí hậu biến đổi. Chiến lược này cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7% mỗi năm, bên cạnh giảm tỷ lệ nghèo đói. An ninh lương thực cũng là một ưu tiên, với mục tiêu không bỏ công dân Cambodia nào lại phía sau. Chính phủ mới bao gồm nhiều người thân của ông Hun Manet cũng như những người con của các đồng minh của ông Hun Sen ở các chức vụ cấp cao. Lở đất phá hủy nhiều tòa nhà ở miền Bắc Ấn Độ. Một trận lở đất ở miền Bắc Ấn Độ đã phá hủy đi nhiều tòa nhà hôm nay, một sự việc mới nhất trong một loạt những thảm họa ở dãy Himalaya mà đã làm nhiều người thiệt mạng. Không ai bị thương trong trận lở đất hôm nay ở khu vực Kowloon ở tiểu bang Himachal Pradesh, do người dân đã di tản khỏi khu vực vì nó được xem là không an toàn. Thủ hiến tiểu bang Sovinder Singh Sukhu cho hay rằng chính quyền xác định nguy cơ và di tản người dân trước đó 2 ngày. Ông đăng tải một đoạn video cho thấy tòa nhà sụp đổ trong trận lở đất. Các đài truyền hình chiếu hình ảnh các tòa nhà trên sườn đồi đổ xuống cùng cây cối. Ông Pravin Brawan là quan chức của cơ quan quản lý thảm họa tiểu bang đã cho biết rằng tổng cộng 8 tòa nhà bị hư hỏng hoàn toàn và 2 tòa nhà khác bị hư hỏng một phần. Các trận lở đất tại Himachal Pradesh làm hơn 50 người thiệt mạng trong tháng này, trong khi nhà cửa bị sụp đổ và xe cộ lơ lửng sau khi đường xá sạt lở. Mưa lớn bất thường và sông băng tan chảy đã mang lũ quét đến vùng núi ở Ấn Độ cũng như Pakistan và Nepal trong những năm gần đây, trong khi chính phủ đổ lỗi cho khí hậu biến đổi. Ít nhất 52 người thiệt mạng trong các trận lở đất tại Nepal trong năm nay, trong khi 29 người mất tích. Làn sóng cướp phá bao trùm Argentina. Argentina chứng kiến làn sóng cướp phá đẩy căng thẳng chính trị lên cao trước cuộc bầu cử tháng 10, khi đất nước đối phó với nạn lạm phát 113%. Kể từ thứ Sáu, nhiều nhóm, thỉnh thoảng hàng chục nhóm cùng một lúc ập vào các siêu thị và những cửa hàng khác theo lời kêu gọi trên mạng xã hội. Khoảng 200 người, trong đó có nhiều thiếu niên, bị bắt giữ vì kiểu cướp phá người dân địa phương gọi là tấn công Piranta. Từ ngoại ô Buenos Aires đến thành phố Paris Lodge và khu vực sản xuất rượu Mendoza, hình ảnh các cửa hàng bị cướp phá gợi nhớ cuộc sụp đổ kinh tế năm 2001 của Argentina, khi vỡ nợ khổng lồ và hệ thống ngân hàng sụp đổ dẫn đến làn sóng cướp phá. Nhưng trong khi một số người đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, những người khác lại xem đây là một âm mưu có tổ chức để làm bất ổn đất nước trước cuộc bầu cử ngày 22 tháng 10. Tỷ lệ nghèo đói ở Argentina hiện ở mức 40% và tăng thêm lạm phát. Chính phủ giảm giá đồng peso 20% đầu tháng này, khiến cho các doanh nghiệp phải tăng giá hơn nữa. Ông Raúl Castan, lãnh đạo của một trong những phong trào phản đối xã hội Picatero, cho hay ông khuyến khích cướp phá và cuộc tấn công thực sự là giá cả lương thực. Ông nói rằng nếu người ta không tìm được lương thực, hãy để cho họ lấy những gì họ tìm thấy, ngay cả khi sau đó dùng nó để đổi lấy lương thực. Các chính khách cánh hữu đề nghị bắt giữ ông Castan. Những kẻ cướp phá không chỉ lấy lương thực mà lấy bất kỳ thứ gì họ tìm thấy như rượu, thuốc lá, quần áo và những món đồ khác. Một siêu thị ở Moreno bị đốt cháy. Tình nguyện viên giúp chó mèo đi lạc vượt qua nắng nóng tại Georgia. Trong tiết trời nắng nóng oi bức của mùa hè Caucasus, thì chó mèo đi lạc tại Tbilisi tìm cách sinh tồn. Quanh năm, thủ đô Georgia là nơi sinh sống của quần thể chó mèo sôi động.
Theo các nhà hoạt động, khoảng 500.000 con chó mèo đi lạc sống cùng 3.7 triệu người tại Georgia. Mặc dù chó mèo đi lạc lang thang suốt ngày trên đường phố, một số con may mắn được ngủ trong nhà và các cửa hàng được những người Georgia tốt bụng cho ăn ở. Nhưng khi Georgia lập kỷ lục nhiệt độ mới giữa đợt nắng nóng tại Âu Châu thì chó mèo tại nơi đây gặp khó khăn và các nhà hoạt động ra tay giúp đỡ. Cô Natia Chikovani, đồng sáng lập tổ chức Animal Project, cho biết rằng chó mèo đối diện một thách thức lớn trong nắng nóng. Chó mèo đi lạc bị thiếu nước. Các tình nguyện viên của tổ chức này đã tỏa ra khắp thành phố và cho chó mèo đi lạc uống nước. Tổ chức này hy vọng thuyết phục được những người Georgia không quan tâm nhiều đến động vật là hãy thân thiện hơn. Cô Mariam là một đồng sáng lập khác của tổ chức cho biết là thái độ của dân chúng thường là không tốt. Họ nghĩ chúng bẩn thỉu nên họ không muốn chạm vào chúng. Tổ chức này hy vọng là thuyết phục các chủ cửa hàng cho chó mèo đi lạc vào trong nhà trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày và thuyết phục chính quyền thực hiện chương trình phúc lợi động vật. Các nhà hoạt động cũng muốn có thêm ngân quỹ cho việc triệt sản để giảm số lượng chó mèo đi lạc, trong khi các chương trình mới giúp người dân dễ nhận nuôi chúng hơn sẽ giúp thay đổi thái độ với chó mèo đi lạc. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa, sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến Việt Nam.